Alo, em shop Hồ Đồng Ý chào anh em nha. Nay em lục kho thì còn sót lại bộ Tiger cặp đen nha anh em. Bộ Tiger cái áo thì vai của nó 46 nha. Áo ngoài 46, lưng 70 nha. Đó, còn đây là quần nè anh em. Quần thì cái con này thì quần thì vai của nó, ý quần thì vòng bụng của nó là 86 80, ý 86 88 nha. Vòng lưng vòng bụng á, vòng bụng là 86 88. Dài chiều dài ống của nó là 100 nha anh em. Chiều dài ống là 100. Anh em nào cứ vừa số đo cứ liên hệ cho em shop Hùng Đồ Mỹ nha. Con này tình trạng thì mới 100%. Anh em khỏi lo. Đây có túi nhỏ đựng zippo này, với túi nhỏ ha. Hay 6 túi hộp nha anh em. Đều 6 túi hộp nha. Hai túi trên, hai túi sau nha anh em. Đó, con này hàng rất đẹp luôn nha. Bên trong thì có tem mát đầy đủ nha anh em. Anh em thấy không? Tem mát đầy đủ nha, để anh em khỏi lo ha. Hàng có tem mát đầy đủ nha. Đó. Hàng chuẩn cấp phát quân đội nha anh em. Cấp phát luôn nha. Đó, và anh em khỏi lo ha. Đây, một túi nhỏ đựng zippo trên đây nữa ha. Đó, có tem tên đầy đủ nha anh em. Đó. Tem thủy quân lực chiến đây. Đó, danh dự tổ quốc nè ha. Đây, tem là đầy đủ nha. Đó. Anh em đó. Nút thì nút lòi nha anh em. Hàng chuẩn cấp phát ha. Đó, anh em cứ càng cứ liên hệ cho, giá con này em bán là 6 triệu rưỡi nha anh em. 6 triệu rưỡi với lại gần Tết rồi em không nhận cọc nha. Anh em chuyển khoản đủ thì em gửi hàng lại cho anh em nha. Bộ này là bộ em đang bán giá 6 triệu rưỡi nha. Hàng rất là rẻ luôn nha anh em. Đó, nhiều anh em khác bán mười mấy triệu lận nhưng em bán 6 triệu rưỡi nhanh gọn lẹ, em thanh lý mà anh em. Rồi, ok, em chào anh em nha.